ta sẽ cùng nhau được khám phá tài năng tiếp theo. Xin mời. Ánh sáng đã hiện lên. Không biết thí sinh nào sẽ là người lựa chọn tài năng này để thực hiện trong tuần sau. Hiện nay Minh Hiền và Văn Anh đang tiến đến bật ánh sáng thứ nhất. Thằng Minh Bo cũng đang thử sức à. Cả ba đang dừng lại ở bậc thứ hai. At an exhibition played as he stood in his trance, staring at his inhibitions, all the time believing that it knocking down to nothing but this chance. 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 I fear you, your silence, your blindness. See what you want to see. In darkness, one kindness, one moment. Tell me what you believe. I believe in nothing, never really had to. In regards to your life, rumors that are not true. Who's defending evil? Surely never I. Who would be the witness if you chance to die? Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. I am safe and so are you, as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. I am safe and so are you, as for the other's destiny. Father, can you hear me? This is not how it was meant to be. All the time believing that it now came down to nothing but this chance. 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 Xin được chúc mừng cho Hằng Minh Vương. Yeah. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Dạ. Nãy ngồi dưới thì Minh Dù nhìn thấy là ra một con mèo. Em thì nghĩ là một con chó. À?
Thế là chúng ta đam mê động vật giống nhau à? Dạ. Nhưng mà lần này là một bức hình, là một gương mặt của người đàn ông rất là thần thái đúng không ạ? Và dạ, rất là nổi tiếng nữa. Đầu tiên thì chào Hồng Minh, xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị cũng như là những ban giám khảo và các thí sinh đang ngồi ở đây. Với tiết mục của Minh thì đòi hỏi kỹ năng cũng như là cái khả năng vẽ rất là cao. Chắc chắn là nó sẽ tạo rất là nhiều áp lực. Nếu mà hàng Bing Bong có sự cố gắng thì Minh sẽ hỗ trợ hết mình. Vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Không hiểu là cô này hồi nhỏ có khả năng vẽ hay không mà lại dám tự tin lựa chọn cái bộ môn này ngày hôm nay. Vẽ đẹp lắm nha. Vậy luôn hả? Vẽ đẹp lắm. Nhưng mà trình diễn nha, vẽ mà có trình diễn mà có cả lửa trên sân khấu nữa nha. Em nghĩ là em làm được không? Thôi thì mình cứ cố gắng hết sức thôi. Chứ bây giờ nói trước bước hôm qua các cụ nói thế rồi. Không sao, mình không nói gì cả. Mình sẽ cho ban giám khảo của chúng ta nhìn ngắm rõ hơn về cái bức tranh này. Đã, xin mời... cảm nhận của chị Trác Thúy Miêu về bức tranh này. Chị Hồng Minh đâu có lại gì nhau. Chúng ta lại gặp lại. Sau khi quan sát Hồng Minh vài lần thì em sẽ hiểu rằng là cái chìa khóa đó là sự đánh lừa, khi mà dồn tất cả mọi sự tập trung của người xem vào một chi tiết trên bức tranh, nhưng mà quả tình thì lúc đó người họa sĩ đang vẽ cái phần chính ở một nơi khác. Và cái chúng ta đều tập trung vào là cái mắt của con mèo hay là của con chó, như là các em nghĩ là một chi tiết nhỏ, nó không, nếu em bám vào chi tiết đó nó sẽ là một cái tưởng tượng khác. Nhưng lúc đó thì Hồng Minh đã đánh lừa tất cả mọi người khi mà bạn đã tập trung vào một bức tranh lớn mà chỉ có cái nhìn của người họa sĩ mới nhìn thấy. Cho nên vào một tuần khó đó nha. Mình đã thích rồi thì không, thôi sao đâu, nói chung là bây giờ chị nghĩ là như thế này nè, cái chuyện dễ là mình dễ được rồi đó, coi mà có hiểu hay không là chuyện của người ta ha. Dạ. Chứ sao, còn không thì mình nghĩ đó là tranh trừ tượng chị Miêu gì đó. Không sao đâu, em cứ tự tin lên, bởi vì là chúng ta chưa phải đến với vòng loại sớm đúng không ạ? Qua 3 lần thi đấu của bản thân mình thì hàng Bing Bong của chúng ta mới phải tập trung thật là kỹ, bởi vì là điểm số của chúng ta sẽ phải tổng kết sau 3 vòng thi nhá bạn nhá. Còn đối với anh Kim Lý thì sao ạ? When I saw this painting and it's mind blowing. You look at it and you see it looks like a cat at first, right? And then you look again and it just explodes into Albert Einstein. It's incredible. You're a true artist and an amazing performer. I thought Thank it was so Mark much. Twain. Maybe. Yes, it is Mark Twain. Maybe. Probably Mark Twain. Probably Mark Twain. Yeah. But amazing, fantastic. Và hai anh chị vẫn còn đang tranh luận đúng không ạ? Cái vấn đề để giữ cho một tuyệt tác trở nên bất hủ đó là nó liên tiếp tạo ra tranh cãi. Dạ vâng, điều đó là chính xác. Và chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi sự tranh cãi đến với bức tranh của Hằng Bình Bon ở tuần sau. Đó mới chính là điều đặc biệt tại I Can Do That. Một tràng hỗ tay cho nghệ sĩ Hồng Minh. Cảm ơn anh.